Ngày 11 tháng 1, các lực lượng Nga và Ukraine đã có cuộc giao tranh dữ dội ở Soledar, một thị trấn mà Moscow cần giành được trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donbass. Nga dường như đang chiếm ưu thế. Bộ Quốc phòng Moscow cho biết các đơn vị đổ bộ đường không đã cô lập Soledar từ phía Bắc và phía Nam. Hôm 10 tháng 1, nhóm lính thuộc công ty quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết họ hiện đã kiểm soát thị trấn Soledar, dù vẫn còn một nhóm quân Ukraine kháng cự ở trung tâm. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phủ nhận thông tin trên và nói rằng tuyến phòng thủ của họ không bị chọc thủng. Reuters có thể xác minh vị trí đoạn phim này do lực lượng vũ trang Ukraine công bố vào hôm 9 tháng 1 nhưng không xác định được thời gian ghi hình. Video cũng cho thấy đại tá Ukraine Oleksandr Sikhi đang nói chuyện với những người lính trong khu vực. Ông Sakhi Cherevati, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy quân sự phía Đông, nói với truyền hình Ukraine rằng cường độ của các trận chiến gợi nhớ đến Thế chiến 2. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin chưa tuyên bố chiến thắng, đồng thời thừa nhận các lực lượng Nga cũng chịu tổn thất lớn. Chiến thắng ở Soledar sẽ có giá trị biểu tượng, quân sự và thương mại đối với Moscow sau những thất bại trên chiến trường trong những tháng gần đây. Đặc biệt, việc kiểm soát được Soledar còn mở đường để Moscow tăng cường tấn công Bakhmut. Truyền thông nhà nước Nga cho biết Wagner đã kiểm soát các mỏ cuối cùng của thị trấn, nơi từng sản xuất muối xuất khẩu sang 20 quốc gia. Bức ảnh này được đăng trên kênh Telegram của Wagner, dường như cho thấy người sáng lập công ty là ông Yevgeny Prigozhin và các thành viên đang ở bên trong mỏ muối. Reuters đã không thể xác minh độc lập tình hình ở Soledar vì giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, một phóng viên ảnh của Reuters đã đến vùng ngoại ô Soledar trong những ngày gần đây, cho biết nhiều cư dân đã phải đi sơ tán theo các con đường ra khỏi thị trấn trong cái lạnh thấu xương. Họ nhìn thấy những chiếc xe cấp cứu đang chờ đợi và cảnh tượng hỗn loạn trong các bệnh viện dã chiến. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.